Giá vàng hôm nay ngày 20 tháng 10 tăng dữ dội. Giá vàng hôm nay 20 tháng 10 của thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh chứng khoán quốc tế chìm trong sắc đỏ, đồng USD đảo chiều giảm giá. Giá vàng thế giới đêm qua tăng một mạch 24 USD từ 1.950 đô mỗi ao, để cán mức 1.974 đô mỗi ao lúc 6 giờ ngày 20 tháng 10. Giá vàng hôm nay tăng dữ dội trong bối cảnh xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông ngày càng căng thẳng. Từ đó, giới đầu tư tài chính lo sợ rủi ro dẫn đến bán tháo cổ phiếu. Kết quả, thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu chìm trong sắc đỏ. Các chỉ số Dow Jones giảm mạnh 250 điểm, S&P 500 giảm 36 điểm và Nasdaq giảm 128 điểm. Nhiều nhà đầu tư cổ phiếu tiếp tục dịch chuyển vốn vào kim loại quý để bảo toàn vốn. Giá vàng hôm nay đi lên là tất yếu. Trong khi đó, xuất hiện tại câu lạc bộ kinh tế New York, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, ông Jerome Powell cho biết lạm phát tại Mỹ còn quá cao. Theo đó, Fed có thể sẽ tăng thêm lãi suất vào tháng 11, sau đó sẽ dừng lại. Phản ứng thông tin này, đồng USD đảo chiều giảm giá so với nhiều ngoại tệ. Giá vàng hôm nay của thế giới có thêm động lực để bật tăng. Trước đó tại Việt Nam, giá vàng SJC cuối ngày 19 tháng 10 giao dịch tại 70,6 triệu đồng mỗi lượng, tăng 25.000 đồng mỗi lượng so với mức giá đầu ngày là 70,35 triệu đồng mỗi lượng.